Một chiếc tủ ủ bột có những tính năng hiện đại cho sự kết hợp chính xác giữa bột, độ ẩm, nhiệt độ và thời gian. Đó chính là chiếc tủ ủ bột Unox 08EO42, một trợ thủ không thể thiếu trong các bếp bánh. Tủ ủ bột Unox có thiết kế tinh tế nhờ lớp khung bạc đen sáng bóng, đem đến sự sang trọng trong các căn bếp chuyên nghiệp, nhất là các mô hình bếp Âu. Sản phẩm tủ ủ có công suất 4 khay với kích thước 600-400, phù hợp với đa số các dòng lò nướng. Các bạn có thể ủ bên dưới, sau đó dùng chính khay này để nướng, thuận tiện cho việc thao tác nướng bánh dễ dàng. Tủ ủ bột Unox không sử dụng quạt để làm khô bề mặt bột, từ đó bột sẽ nở đều, nở nhanh và cho thành phẩm hoàn hảo nhất. Tủ được trang bị nồi đun riêng biệt phía bên trên, giúp bạn kiểm soát được nhiệt độ riêng biệt trong quá trình ủ men. Trong của tủ ủ bột Unox được trang bị khả năng chống ngưng tụ hơi nước, khi lên men sẽ không bị bốc hơi và rơi xuống bột, khiến bột bị nhão và kém chất lượng. Lò còn có tính năng tự động thu hồi lại những lượng nước dư để tái sử dụng, tiết kiệm năng lượng cho mỗi lần ủ. Hệ thống cảm biến nhiệt, độ ẩm chính xác từ lò Unox sẽ cho bạn những mẻ bột hoàn thiện nhất. Đây cũng là điều kiện quan trọng để tạo ra những thành phẩm bánh tuyệt vời. Tủ ủ kết hợp với lò Unox Bakertop MyMark One 4 khay sẽ cho ra một bộ đôi hoàn hảo khi tủ có trang bị gioăng cao su hít chặt. Bạn có thể kết nối và điều khiển trực tiếp tủ ủ này thông qua bảng điều khiển từ lò Bakertop và có thể lưu đến 256 chương trình ủ để rút ngắn quá trình cài đặt. Đây sẽ là một trợ thủ đắc lực của người đầu bếp, vừa là thiết bị hoàn hảo để kết hợp với lò Unox Bakertop, giúp quá trình làm bánh trở nên dễ dàng, thuận tiện, tiết kiệm thời gian và vẫn cho ra thành phẩm bánh với chất lượng đồng đều. Unox là hãng chuyên về lò nướng đến từ Ý và luôn tiên phong trong việc phát triển các công nghệ để đem đến những giải pháp tốt nhất cho khách hàng. Unox cũng cam kết những sản phẩm của mình có độ bền, độ ổn định lên đến 10 năm, giúp khách hàng có thể yên tâm trong quá trình sử dụng mà không bị hỏng vặt. Quý khách có thể đến showroom thiết bị bếp Toàn Phát tại 351-6A, quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức để được xem hàng trực tiếp. Tại đây, chúng tôi có trưng bày đa dạng các dòng tủ trưng bày, tủ lạnh siêu thị, tủ lạnh cho nhà hàng, khách sạn, cũng như các thiết bị bếp cho nhà hàng, khách sạn như bếp Âu, bếp Á, lò nướng, để quý khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn. Chúng tôi có đội ngũ nhân viên kỹ thuật nhiều kinh nghiệm, được đào tạo bài bản và hướng dẫn sử dụng chu đáo, tận tình. Liên hệ ngay hotline để sở hữu bộ đôi làm bánh hoàn hảo cho căn bếp chuyên nghiệp này nhé.